Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 tháng 8, miền Bắc có mưa lớn từ chiều và kéo dài hơn một ngày, với tổng lượng mưa có nơi trên 200 mm. Trong khi đó, Trung Bộ có nắng nóng và Nam Bộ có mưa rông rải rác. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23 tháng 8 như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trung Du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Phía Bắc có nơi trên 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Có nơi trên 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Có nơi trên 34 độ C.